Xin chào quý vị và các bạn, tôi là anh Quân MC của chương trình Góc nhìn Việt Nam Post. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 150 ngày về đích đã kết thúc với nhiều kết quả khả quan, là khích lệ tại các đơn vị trên toàn mạng lưới. Xuyên suốt chiến dịch, rất nhiều các cá nhân được khen thưởng bởi những đóng góp và thành tích chung của đơn vị. Họ có thể là nhân viên kinh doanh, là bưu tá, là giao dịch viên. Và trong rất nhiều những cá nhân được khen thưởng đó, có những anh chị em đồng nghiệp của chúng ta đã có những đóng góp rất lớn và được tổng công ty ghi nhận và khen thưởng nhiều lần. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội để trò chuyện với một người đã 4 lần được tổng ty khen thưởng trong chiến dịch 150 ngày về đích. Và bất ngờ hơn khi vị trí công tác của chị trước đây là trưởng bưu cục cầu diễn, một vị trí công tác không phải là lực lượng kinh doanh tuyến đầu. Vị khách mời của chúng ta đó chính là chị Ngọc Thị Hương, trưởng bưu cục cầu diễn, bưu điện trung tâm Từ Liêm. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình Góc nhìn Việt Nam Post. Em rất cảm ơn chị Hương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên của chương trình. Vâng, chị Hương, là trong chương trình thi đua chiến dịch 150 ngày về đích thì chị đã 4 lần được tổng công ty khen thưởng và vinh danh với những thành tích kinh doanh của mình. Vậy thì cảm xúc của chị trong mỗi lần được vinh danh như thế nào ạ? Lời đầu tiên tôi xin gửi lời đến toàn thể quý vị và các bạn đang xem chương trình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc cho quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm xúc của tôi rất vui mừng, phấn khởi khi vì những nỗ lực và công sức của mình, các anh chị và các bạn giao dịch tại bưu cục cầu diễn bỏ ra đã được ban lãnh đạo tổng công ty bưu điện trung tâm 4, nay là bưu điện trung tâm Từ Liêm, ghi nhận thành quả đó. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các phòng ban chức năng của bưu điện trung tâm 4, các chị em giao dịch, bưu cục giao dịch tại bưu cục cầu diễn đã luôn chung tay ủng hộ, cùng nhau nỗ lực đồng lòng cao, thống nhất toàn đơn vị đã giúp tôi hoàn thành được các nhiệm vụ do lãnh đạo giao cho. Bên cạnh cảm xúc tự hào, vinh dự, tôi cảm thấy đây là một cột mốc thành tích mình phải phấn đấu để vượt qua và phát triển hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ rất nhiều các bạn đồng nghiệp muốn biết về thành tích của chị trong chiến dịch 150 ngày về đích. Vậy chị có thể chia sẻ rõ hơn một chút về thành tích đó được không ạ? Trong thời gian diễn ra chiến dịch 150 ngày về đích, bản thân tôi đã là người trực tiếp tham gia công tác bán hàng và đạt được một số kết quả như sau. Tiếp cận được 200 khách hàng, tỷ lệ tiếp cận thành công khoảng 20%. Doanh thu khách hàng mang lại đạt tới 120 triệu. Gia tăng từ khách hàng hiện hữu là khoảng 80 triệu. Ngoài ra, tôi cũng tham gia hỗ trợ các giao dịch viên trong bưu cục giao dịch cầu diễn để cùng tiếp cận những khách hàng lớn, khách hàng có những yêu cầu khác biệt để xây dựng phương án phục vụ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Theo em được biết thì thường bưu cục sẽ không tham gia nhiều vào hoạt động bán hàng mà phần lớn là sẽ thụ động phục vụ khách hàng. Vậy thì chị làm thế nào để có được kết quả tốt như trên ạ? Để có được kết quả tốt như trên đối với bưu cục giao dịch cũng là một việc hết sức khó khăn và thử thách. Với mục tiêu tăng trưởng cao trong chiến dịch 150 ngày về đích, tôi thường xuyên phải chăn trở về những việc nào làm có thể đạt được mục tiêu. Để được mục tiêu phân giao, tôi nhận được thấy công tác bán hàng, phát triển khách hàng mới là quan trọng nhất. Tôi phát triển trên các tệp khách hàng tiềm năng, từ nguồn cá nhân, từ danh sách của bưu điện trung tâm 4 được ban giám đốc và các phòng ban, các giao dịch viên giới thiệu và cả nguồn khách hàng ra bưu cục. Khi đã có khách hàng tiềm năng thì tôi phải chủ động tiếp cận khách hàng để có được thông tin cụ thể. Tiếp đến là ban giám đốc, phòng kinh doanh và lực lượng bán hàng chuyên trách các địa bàn sẽ hỗ trợ tôi để lấy được khách hàng thành công về cho bưu cục. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì bưu cục chúng tôi cũng phải chủ động trong công tác bán hàng chứ không thể thụ động chờ khách hàng ra bưu cục được. Với cương vị là trưởng bưu cục thì ngoài việc phát triển khách hàng, chịu trách nhiệm chính trong việc gia tăng doanh thu tại đơn vị, thì chắc hẳn chị cũng phải chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu, hỗ trợ các giao dịch viên quản lý khách hàng. Vậy thì cụ thể công việc này như thế nào và làm sao chị có thể cân bằng giữa nhiệm vụ chung của bưu cục lẫn nhiệm vụ và chỉ tiêu của cá nhân ạ? Nhờ định hướng phát triển khai kinh doanh đúng đắn của lãnh đạo bưu điện
thành phố Hà Nội, bưu điện trung tâm 4, tôi đã nhận thấy bưu cục chúng tôi có nhiệm vụ song, có hai nhiệm vụ song hành, vừa vận hành, vừa khâu chấp nhận tại quầy giao dịch, vừa tham gia bán hàng, phát triển khách hàng mới. Đối với công tác vận hành, duy trì khách hàng hiện hữu, tôi phải phân giao nhiệm vụ rõ ràng cho giao dịch viên. Danh sách khách hàng hiện hữu tại bưu cục được phân giao cụ thể cho từng người phụ trách chính. Và người phụ trách trực tiếp khách hàng phải thường xuyên trao đổi với khách hàng qua Zalo, điện thoại, tin nhắn về các yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của khách hàng để kịp thời điều chỉnh công tác vận hành cho phù hợp. Chị cảm nhận thế nào về vai trò của một trưởng bưu cục và kênh bán tại bưu cục đối với chiến dịch 150 ngày về đích nói chung và việc phát triển kinh doanh nói riêng ạ? Tôi nghĩ tất cả cán bộ công nhân viên đều là lực lượng bán hàng và đều có vai trò riêng để góp phần làm nên thành công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Nhưng kênh bưu cục là một kênh quan rất quan trọng vì chúng tôi giữ vai trò duy trì, gia tăng doanh số khách hàng hiện hữu và vừa phát triển khách hàng mới. Tôi xác định là phải luôn đảm bảo tốt cho cả hai nhiệm vụ thì mới có thể gia tăng được doanh thu cho bưu cục, cho đơn vị nói riêng và cho tổng công ty nói chung. Chúng ta đang có lợi thế hơn với các đối thủ về mạng lưới điểm phục vụ, nên vai trò của bưu cục không phải chỉ là công tác bán hàng mà còn là sự truyền thông, nhận diện thương hiệu của tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn. Kể từ đầu tháng 12 năm 2023 cho đến nay, sau khi chia tách trục hoạt động vận hành và kinh doanh tại Bưu điện Thành phố Hà Nội thì công việc của chị có khác biệt gì so với trước đây không ạ? Và chị, với cá nhân chị thì thấy việc chia tách này mang lại những lợi ích gì cho người lao động? Đối với bưu cục giao dịch Cầu Diễn thì việc chia tách hoạt động trục vận hành kinh doanh mà nói về sự khác biệt cũng không quá lớn. Việc hoạt động sản xuất kinh doanh của bưu cục giao dịch cơ bản giữ nguyên, là một điểm cung cấp dịch vụ của bưu điện. Công việc quan trọng nhất là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhận được sự hài lòng của khách hàng khi đến. Và cá nhân tôi nhận thấy việc chia tách này sẽ giúp cho tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung cũng như Bưu điện thành phố Hà Nội nói riêng trở nên chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện hơn, có những phương hướng đột phá hơn trong việc nâng cao sự hài lòng cho khách hàng, giúp khách hàng được trải nghiệm nhiều hơn về tiện ích dịch vụ mà Bưu điện mang lại, từ đó thì giúp cho người lao động nhận được lợi ích tốt hơn từ việc phục vụ khách hàng, sự tôn trọng của khách hàng, tự hào khi được đứng chung đội ngũ của tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Tuy nhiên, các đơn vị mới cũng có nhiều khó khăn về hệ thống, về nguồn lực, khi tự mình phải đối mặt với sóng gió. Tôi cũng mong sẽ có sự hỗ trợ và sát cánh của ban lãnh đạo và các ban của tổng công ty. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ vừa rồi của chị Hương đã giúp cho chúng ta phần nào hiểu được những cố gắng của chị trong công việc để góp công sức vào thành tích chung của đơn vị. Không phải ngẫu nhiên mà trước đây với vai trò là trưởng bưu cục, mặc dù không phải là lượng kinh doanh tuyến đầu, nhưng chị đã 4 lần được tổng ty khen thưởng trong chiến dịch 150 ngày về đích. Đó chính là nhờ sự nỗ lực không ngại khó, không ngại khổ, miệt mài tìm kiếm khách hàng và ý chí tinh thần làm việc tích cực luôn hiện hữu trong chị Hương, chính là nguồn động lực, là năng lượng lan tỏa để các anh chị em đồng nghiệp cùng phấn đấu. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Hương và em chúc cho chị sẽ luôn giữ vững được ngọn lửa nhiệt huyết để giành được nhiều giải thưởng trong các chiến dịch sau của tổng ty ạ. Và trong không khí Tết đến xuân về, thay mặt cho toàn bộ ekip của chương trình cũng như của phòng truyền thông tổng ty Bưu điện Việt Nam, xin gửi đến các cô, các chú, anh chị em cùng các bạn đồng nghiệp một năm mới luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của tất cả các anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.